và xin thưa các bạn, chào các bạn đã quay trở lại trên được mình là một đứa bà với ông này. Thì hôm nay mình sẽ cùng bạn tìm hiểu về cổ phiếu Blue Chip. Ok, let's go baby. Vậy thì đầu tiên, cổ phiếu Blue Chip là gì? Cổ phiếu Blue Chip là loại cổ phiếu, đầu tiên nó là một loại cổ phiếu đã được phát hành bởi các công ty có vốn hóa thị trường lớn đấy em nhá, lớn nhá, và có uy tín hàng đầu trên thị trường, uy tín cao. Thì công ty này thường là những ông lớn đi đầu trong một lĩnh vực nào đó, thì trong đi vào trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể nào đó các bạn ạ, và họ phát triển rất tốt đấy, đi đầu quy luật tiên phong bạn nhá, đấy người đi đầu. Còn Blue Chip là bắt nguồn từ cách gọi tiền trong trò chơi poker ở những sòng bài casino. Trong đó từ Blue có nghĩa là màu xanh dương, tức là xanh xanh người ta hay gọi là xanh gì nhỉ? Xanh da trời à? Đúng rồi, xanh da trời các bạn ạ. Từ chip là những tấm thẻ bài có thể dùng để đổi lấy tiền có giá trị cao nhất, tức là cái Blue Chip này ấy, cái thẻ bài màu xanh da trời này này là đổi được nhiều tiền nhất, là chất lượng nhất các bạn ạ. Hiểu thế cho nó dễ. Thứ hai là đặc điểm của cổ phiếu Blue Chip. Đầu tiên là các doanh nghiệp có sức mạnh tài chính lớn, các bạn nhá, và nợ thấp, cũng như điểm xếp hạng uy tín mạnh. Thực ra là tín dụng, điểm xếp hạng tín dụng mạnh, nên nguy cơ vỡ nợ khó đấy các bạn ạ, chứ chưa chắc đấy, có thể xảy ra. Do vậy cổ phiếu Blue Chip của họ có tính an toàn cao. An toàn là trên hết các bạn ạ nhá. Vì thế nên là mỗi khi đi xe anh em phải đội mũ bảo hiểm đây, là an toàn là trên hết. Thứ hai là cổ phiếu Blue Chip thường mang lại dòng tiền ổn định cho các nhà đầu tư, vì mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp này rất bền vững em ạ. Đấy, cổ phiếu Blue Chip thường mang lại dòng tiền ổn định cho các nhà đầu tư nhá. Dòng tiền ổn định các bạn ạ. Thứ ba là các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu Blue Chip thường được quản lý bởi những chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm và năng lực tốt. Do vậy, họ sẽ giúp điều hành tổ chức phát triển và duy trì tốc độ tăng trưởng lâu dài cho doanh nghiệp. Thứ tư là giá cổ phiếu Blue Chip thường tăng trong một khoảng thời gian dài nhá. Do đó, nhà đầu tư nắm giữ chúng càng lâu thì càng tốt. Đấy, càng lời các bạn ạ, càng lãi to. Đấy. Chẳng hạn như là một cổ phiếu lúc trước là nó có lẹt tẹt 10.000, 20.000 thôi. Đến lúc mà nó tăng cao vòn vọt lên 3, 4, 500.000 thì bán lãi. Ôi trời ơi các bạn nhá. Thứ ba là nhóm các cổ phiếu Blue Chip năm 2021 trên sàn HOSE. Đây là nhóm các cổ phiếu Blue Chip năm 2021 các bạn nhá, trên sàn HOSE, tức là sàn Hà Nội. Thì thường là nó ở trong các công ty đấy, thường ở trong các công ty trong VN30 đấy, tức là 30 công ty có vốn hóa thị trường cao nhất sàn HOSE các bạn nhá. Thì đầu tiên là công ty sữa Việt Nam Vinamilk, mã cổ phiếu là VNM, vốn hóa thị trường là 210.000. Thì xem nào, cái này là bao nhiêu nhỉ, để mình đếm mình nhá, 1, 2 thì là 210.000. Cái này không phải 210.000 được các bạn, thì mình cứ gọi là 210.000 tỷ đi, mình nghĩ là 210.000 tỷ các bạn ạ. Tỷ mà chắc cái này là phẩy, đúng rồi, cái này là phẩy chứ mình nhầm anh em ạ. 210.000 tỷ các bạn nhá. Giá cổ phiếu gần nhất là bao nhiêu này, 100.600 đồng. Doanh thu thuần năm 2020 là 59 triệu tỷ đồng Việt Nam. Đây, 59 triệu, đúng không? Đúng rồi nhỉ. Tiếp theo đứng thứ hai là công ty FPT, mã cổ phiếu FPT, vốn hóa thị trường là 59.341 tỷ đồng Việt Nam. Mình cứ hay tại vì nó có dấu phẩy cả dấu chấm ấy em ạ, nó khác nhau một chút thôi, mình hay hơi nhầm tí. Giá cổ phiếu gần nhất là 75.700 đồng. Doanh thu thuần năm 2020 là 11.466.154 tỷ đồng Việt Nam. Đứng thứ ba là tập đoàn Vingroup, mã cổ phiếu là VIC, vốn hóa thị trường là 354.140 tỷ đồng Việt Nam. Giá cổ phiếu gần nhất là
104.700 đồng Việt Nam. Doanh thu thuần năm 2020 là 110.462.372 tỷ đồng Việt Nam bạn ạ. Đây, còn vân vân nhiều phết bạn ạ. Đấy, đi à. Hả tiếc các bạn nhá. Đấy, ngân hàng này, đấy, công ty ngân hàng này, mã cổ phiếu VCB này. Còn ở cuối là Tổng Công ty Khí Việt Nam, gas tức là xăng dầu, hình như là xăng dầu qua ạ. Thế này chẳng hạn như là có Vinhome nữa này, Sabeco này, Vingroup này, Bảo Việt Lite này, Life này, vì công ty Vinamilk này, PNG này, Petro Việt Nam. Petro Việt Nam có nghĩa là xăng dầu ấy các bạn. Ừ, xăng dầu Petro. Như vậy rồi hôm nay mình được bạn tìm hiểu về cổ phiếu và blue chip. Nếu bạn thấy phiên hay, bạn nhớ để cho mình một like, một xem nữa nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.